Vâng, em trai Phạm Hoàn bên Tượng Gôn Hồng xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị và các bác. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép được lê lên đó là một mẫu tác phẩm Ngài Đạt Ma Quá Hải với dáng thế khất thực, được bên em chế tác và hoàn thiện trên chất liệu đó là gỗ Ngọc Am. Và nếu như mà anh chị đam mê đồ gỗ thì chắc chắn là anh chị cũng không bỏ qua và cũng như là tìm hiểu về dòng gỗ này rồi, đúng không ạ? Là một dòng gỗ có mùi tinh dầu rất là thơm. Và tác phẩm này thì tương đối là to, em đang đứng đằng sau tác phẩm đây. Tổng chiều cao tác phẩm lên tới là 1m10, chiều ngang là 38 và chiều sâu tác phẩm là 25, đục liền khối 100%. Và tác phẩm này em đang giao lưu với giá chỉ là 10 triệu đồng và em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Đó, và như anh chị đang được nhìn ngắm đó là hình tượng của Ngài Đạt Ma đang lướt sóng và cũng như là với dáng thế khất thực, trên tay của Ngài có đang cầm một chiếc bát đây. Đó, và tác phẩm thì bên em cũng đã BU để bảo quản gỗ rồi. Và điều quan trọng nhất như anh chị đang được nhìn ngắm đó là diện của Ngài Đạt Ma đây. Đó, từ ánh mắt này cho tới mũi của Ngài. Đấy, cặp lông mày và bộ râu là bên em đục tỉa xoắn các bác nhá. Đấy, lớp nhăn trên khuôn diện nhìn rất là thần thái. Đó, và Ngài càng giữ tọn bao nhiêu thì trấn trạch trừ tà cho gia đình nhà mình tốt bấy nhiêu. Đấy, thân mình của Ngài thì gầy gò cho nên là Ngài đang khoác trên thân mình đó là một cái tà áo rất là mềm mại, bay phiêu này. Đấy, bay phiêu và đục kênh hẳn cái phần giải lơ giải nụa này ra các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và tác phẩm thì đương nhiên là em đục tứ diện rồi. Đấy, mặt đằng trước đã đẹp rồi, mặt đằng sau thì cũng không kém phần long trọng các bác ạ. Đây là phía mặt đằng sau. Đó, trên một phôi gỗ Ngọc Am rất to và phía sau là bên em cũng đã đục hết tà áo. Đấy, làn sóng nước và nón của Ngài kênh hết ra các bác nhá. Đấy, phần giải nụa này kênh hết ra. Đây là phần cuốn thư này. Trên này đó là cần phần gậy thiền trượng và bầu hồ lô nữa. Rất là tuyệt vời. Với mức giao lưu cho tác phẩm này chỉ là 10 triệu đồng. Đấy, em nghĩ là anh chị nào đang tìm kiếm những tác phẩm Ngài Đạt Ma trên phôi gỗ Ngọc Am thì lên đấy, quan tâm tới tác phẩm này bởi vì giá rất là êm. Đấy, bên em là một cơ sở chế tác và điêu khắc giá tại xưởng, đấy, không qua một khâu trung gian nào. Đấy, vậy nên anh chị sở hữu những tác phẩm của bên em, thứ nhất chuẩn về chất liệu gỗ và thứ hai là giá phù hợp, đấy, giá tại xưởng các bạn nhé. Và anh chị nào mà quan tâm tới tác phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với những đầu số của bên em 0789 336 318 hoặc 0971 336 318 kết bạn Zalo. Đấy, em gửi ảnh chi tiết và cũng như là tư vấn cụ thể hơn. Và em xin phép là kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở một video giới thiệu tác phẩm mới nhất ở những video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.